Vâng, xin chào toàn thể anh em audio đã một lần nữa quay lại với Phạm Thức Audio trong ngày 11 của tháng 11 này. Và trước mắt quý vị các bạn là anh em, cũng như tiêu đề thì em xin phép được thanh lý cho anh em một con âm ly răng UA506XG phiên bản 4 kênh. Ở đây thì cái phần công suất của con này thì phải nói là khi chơi âm thanh gia đình nó là ok luôn. Ngoài cái tính năng nó là một cái âm ly bình thường thì con này đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu của anh em để làm con đẩy 4 kênh. Mà trong khi đó cái giá trị của nó thì sẽ không hề bất ổn một tí nào cả, nó rất ổn định luôn. Trước tiên là về cái chất âm của dòng âm ly thì bao giờ nó cũng khác với chất âm của đẩy. Đẩy thì bao giờ nó cũng sẽ có sự sắc và nó có vẻ như nó hơi khó nghe, nó không êm ái. Thì dòng âm ly nó có một cái chất âm của nó khác hẳn so với dòng đẩy. Mặc dù là công suất của âm ly thì nó nhỏ hơn, nhưng về chất âm chi tiết của nó thì đâu phải lúc nào chúng ta cũng hát hò đâu, một cách chuyên nghiệp đâu. Nhưng mà với con âm ly này thì với cái phần công suất của nó thì anh em không phải suy nghĩ. Đây, công suất của nó đang là 920W. Đấy, chia đều là 520W trên một vế. Nó có thể đánh ra hai cặp loa bình thường, có nghĩa là 4 chiếc loa. Và có cả cổng ra súp bình thường. Ngoài ra nó tương thích vang đầy đủ. Dòng răng ua thì anh em đều biết rồi. Và con này có số seri đuôi cuối là 20124. Dòng điện của nó đang sử dụng là dòng điện 220V. Đây, dây đồng bằng xịn đây. Và như con này thì trên dây của nó chắc đâu đó sản xuất năm 2000, hơn 2000 gì đó, 2023 trong cái khung đó. Con này em thanh lý tới quý vị các bạn là đơn giản là trở vì là bởi vì cái mặt của nó này, cái chỗ này nó bị mất mất một ít chữ ở chỗ này. Đấy. Nói chung là về bề mặt nó không được quá đẹp xuất sắc những con khác. Chứ còn về chất âm thì con này nó vẫn đạt đủ tiêu chuẩn bởi vì nó vẫn đang ruột gan của nó là chất bãi và rất đẹp. Này, nó chạy 8 con sò, mỗi vế là 4 con sò xuất Toshiba. Vỉ vang của nó đây. Dòng XG thì nó là vang dời. Đây vang dời này. Cái chất âm của nó còn rất tốt. Đánh hai cặp loa bát 25 trong gia đình không phải suy nghĩ, kể cả chúng ta đánh một cặp loa full bát 30 nó cũng ra được chất âm rất tốt. Thôi nói thế thôi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi vào test thử chiếc âm ly này. Vâng, và đây là phiên bản test của chiếc răng ua ngày hôm nay sẽ thanh ly đây anh em. Đó. Đã cắm hoạt động chạy bình thường. Đây là kênh 1, kênh 2 em đang ghép vào cặp loa JB6012. Bát 30 tem neo. Đó, đã đánh cặp này. Còn cặp còn lại em sẽ đánh vào đôi BMB 450C. BMB 450C. Hàng đẹp like new như này thì vẫn có một cái giá rất không thể hạ được. Một cái giá rất tốt luôn. 5 triệu rưỡi cặp này. Like new luôn anh em nhé. Anh em nhìn này. Góc cạnh chấm hết luôn. Gân zin trùng seri. Gân zin luôn nhá. Loa như mới luôn, chưa sử dụng lần nào luôn. Bây giờ chúng ta cất ngọn cùng hai cặp một lúc này. Và tính mic em đã cắm với bộ mic Beyer. Lên 4, 5, 6, 7. Lên 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2. Lên 4, 2, 1, 2.